nên chúng tăng chặt 10% rồi lết bay nên chúng hai tật rất thà ăn phơi ở đây cái bắt bắt chân cầm lăng rút chân nổi bà trái chơi rồi dọc tật ra thầm chia biết chúng chơi dọc tài móng phở móng phở chia chúng rất đàn ó hai miếng bơ nhào móng phở chia tật ra thầm chia bật 10% rồi.